Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế trà sữa thành phẩm với bột khoai môn. Cách làm như sau. Rồi, mình sẽ cho 3 muỗng bột khoai môn. ml nước sôi. Rồi mình sẽ khuấy đều. Rồi mình sẽ cho tiếp tục 20ml nước đường. Rồi, sau đó mình sẽ cho nước đá vô ly. Rồi, sau đó mình sẽ cho 50ml trà sữa. Rồi, sau đó mình sẽ cho một ít thạch và một pudding khoai môn. Rồi, một ít trân châu. Mình cho một cái ống hút. Một cái muỗng. Và đây là sản phẩm của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo.